Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư mời công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Regina Hàn Quốc làm việc cụ thể để giải thích về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của dự án khu phức hợp lấn biển Phú Hải tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết liên quan đến căn cứ pháp lý hiện hành. Theo khảo sát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án bị trồng lấn vào vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý. Đặc biệt, dự án này còn vướng luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Nếu tiếp tục cho dự án triển khai sẽ gây tác động tiêu cực đối với dư luận xã hội, gây tác động môi trường biển. Do đó, việc vận động chủ đầu tư trả lại dự án là cần thiết. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Regina có nhu cầu tiếp tục đầu tư dự án du lịch trên địa bàn tỉnh, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan để công ty nghiên cứu, tìm vị trí phù hợp để khảo sát, lập thủ tục đầu tư.